Quý vị thân mến, có những tình huống trong cuộc sống mà thoạt đầu bạn nghĩ là bất hạnh, nhưng khi bạn dành chút thời gian và nhìn sâu hơn một chút, bạn sẽ thấy rằng ân điển của thần rộng lớn bao la, bao trùm mọi sự vật, mọi biến cố và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họa và phúc chỉ cách nhau một niệm, bạn có kiên tín vào thần hay không? Phước lành của Ngài ẩn giấu tỏa sáng như viên ngọc trai nằm trong chiếc giỏ. Quỳnh Trang kính mời quý vị cùng nghe qua câu chuyện Hãy kiên định vào Chúa sẽ được cứu. Tàu bất ngờ bị đắm, Jimmy may mắn là người duy nhất còn sống sót. Anh cố gắng thoát ra khỏi tàu và bám lấy một mảnh gỗ dài, trôi nổi lên đên trên biển. Nhờ thủy triều lên xuống mà anh cuối cùng đã trôi dạt đến một hòn đảo hoang. Jimmy tin tưởng mạnh mẽ rằng Chúa đã cứu anh lần này. Vì vậy, mỗi ngày anh đều cầu nguyện, mong rằng Chúa sẽ giúp anh một lần nữa, cho anh có thể trở về quê hương của mình. Hàng ngày Jimmy ngồi trên phiến đá, nhìn xa xăm ra biển. Anh háo hức hy vọng và mong đợi có con tàu nào đó sẽ đi qua cứu anh. Nhưng ngày này qua ngày khác, cũng chẳng có gì xuất hiện ngoài biển nước mênh mông. Khi hy vọng dần lụi tắt, Jimmy xác định rằng nếu phải ở trên hòn đảo này lâu dài thì cũng cần có nhà ở và lương thực để duy trì sự sống. Do đó, anh quyết định lấy gỗ làm cột để dựng một túp lều đơn giản và bắt đầu công cuộc tìm kiếm, tích trữ lương thực cùng các vật dụng cần thiết để sinh tồn. Với nỗ lực không ngừng như thế, kho dự trữ của anh bắt đầu nhiều lên. Anh không còn phải lo lắng về miếng ăn nữa. Dần dần tâm thái cũng đã bình tĩnh trở lại. Vào một buổi tối nọ, Jimmy đi kiếm ăn như thường ngày, sau đó lại quay về túp lều. Bỗng từ xa, anh nhìn thấy lều của mình đang bốc cháy, tất cả chìm trong ngọn lửa dữ dội, khói bốc lên nghi ngút. Thế là hết rồi, Jimmy đau khổ nghĩ. Mọi thứ mà anh đã dày công tích lũy nhờ làm việc chăm chỉ suốt một thời gian qua, nay chỉ trong nháy mắt đều biến thành tro bụi. Jimmy thất vọng phủ phục xuống đất, ôm đầu và khóc trong bất lực. Anh hét lên trong đau khổ, Chúa ơi, sao Ngài lại đối xử với con như vậy? Ngồi khóc một hồi lâu, Jimmy cuối cùng cũng thiếp đi và kiệt sức. Jimmy chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng còi tàu từ xa tiến gần đến hòn đảo. Anh sửng sốt, thốt lên, à, có người tới. Jimmy trong bộ quần áo rách rưới, mừng rỡ bước lên tàu cứu hộ. Nhưng trong lòng có chút hoài nghi, anh nóng lòng quay lại hỏi những người trên tàu, làm sao các anh có thể biết được tôi đang ở đây? Đoàn người nhìn Jimmy mỉm cười trả lời, chúng tôi nhìn thấy khói bốc lên trời mới biết có người bị mắc kẹt ở đây. Có rất nhiều trường hợp kỳ diệu như thế xảy ra trong cuộc sống ở khắp mọi nơi trên thế giới chúng ta. Tai họa ban đầu tưởng chừng như bất hạnh, nhưng bất ngờ phép màu lại ẩn chứa phía sau. Mặc dù các tình huống và quá trình cụ thể có khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện một chân lý phổ quát giống nhau. Dù chúng ta gặp bất hạnh hay may mắn, trong mệnh đều đã có an bài. Chỉ cần trong tâm chúng ta tồn giữ thiện niệm thì chắc chắn sẽ nhận được ân điển của Đức Thiên Chúa. Bởi vì Ngài nhìn thấu hết thảy suy nghĩ của mọi người, hiểu được chúng ta thật sự cần gì và điều gì tốt nhất cho chúng ta. Ngài từ bi trân quý tất cả các sinh mệnh. Thank you.
Quý vị thân mến, chuyên mục video sống đẹp đến đây xin khép lại. Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành. Đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo tiếp theo của kênh. Hẹn gặp lại quý vị vào tối đêm mai. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.